Rồi chúng ta bắt đầu học thôi nha. Thì đây là cái đề mẫu năm 2022 nè, từ năm nay nè. Thì cái câu đầu tiên là nó nói là bạn A chọn một số nguyên và nhân số đó với 4 rồi trừ đi 30. Rồi lấy kết quả có được nhân với 2 và cuối cùng trừ đi 10 thì được một số có hai chữ số. Hỏi là số lớn nhất A có thể chọn có hàng đơn vị bằng bao nhiêu. Thì mình cũng lập luận từ từ thôi. Ở đây là mình sẽ gọi x là số A chọn, phải không? Thế thì lấy cái x này nhân với 4 rồi trừ đi 30. X mà nhân với 4 mình ghi thành 4x. Trừ đi cho 30. Rồi xong rồi mình muốn lấy kết quả này nè. Mình nhân 2 và trừ 10. Thì mình được cái số này là có hai chữ số. Cái này là có hai chữ số. Và cái số này á, thì nó lại bằng là khi mà mình nhân 2 vô thì cái này nó ra 8x nè. Trừ 60 thôi. Trừ 60 rồi trừ 10 nữa. Vậy thì cái này là 8x trừ 70. Nó là một số có hai chữ số cho nên chỗ này là nó phải bé hơn hoặc bằng 99. Đấy, thì nó hỏi x lớn nhất là bao nhiêu? Thì cái số này bé nhất là bằng 99, vậy thì lớn nhất là bao nhiêu? Đấy thì cái này mình giải ra. Tại vì cái này nó là một số có hai chữ số nè, có hai chữ số. Thấy không? Thì chỗ này mình sẽ suy ra được là 8x nó bé hơn bằng là 99 trừ 70, đúng không? Trừ 70. 99 trừ 70 thì còn là 19 thôi. 29. Vậy 8x xin bé xin lỗi x. Sao bạn nào có ý kiến gì? Bình Lâm à? Alo. Thì bây giờ đó là cái số này đó, cái số này là x là cái số nguyên mà nó bé hơn bằng 29/8. 29/8 là ra nhiêu? Cái số này số có hai chữ số. Tôi làm chỗ nào sai nữa. Lấy cái số này nhân cho 4 rồi trừ đi cho 30 rồi lấy kết quả nhân với 2 nhân với 2 rồi cuối cùng đi trừ đi cho 10 thì được một số có hai chữ số. Để coi bữa hôm tôi có giải rồi cái bài này. Để coi lại. Chuyển dế qua là cộng chứ. Trừ chuyển qua là cộng, tôi nhầm. Chỗ này cộng nha. Cộng thì nó ra 169. À, 169. Vậy thì x nó sẽ bé hơn 169/8. 169/8 thì là 21,125. 21,125. Nhưng mà x là số nguyên cho nên mình lấy x bằng 21. Vậy thì suy ra là x lớn nhất là bằng 21. Là 21. Phải không? X lớn nhất 21, như vậy thì cái hàng đơn vị nó là 1. Có cái hàng đơn vị là 1.
Cho nên ở chỗ này mình sẽ chọn phương án C này. Phương uy này sao? Ao rồi. Rồi, theo kịp bài nào không? Kịp không ạ? Thì đầu tiên là mình gọi cái số mình của bạn An chọn này là x nè. Thì mình cứ theo cái đề nè. Nhân cho 4 rồi trừ đi 30 phải không? Rồi xong rồi có kết quả rồi mình mới lấy mình nhân cho 2 rồi đem trừ cho 10 thì mình được một cái số có hai chữ số. Nhưng mà cái số này đó thì mình nhân phân phối vô thì mình được 8x trừ 60 phải không? Rồi trừ 10. Tức là 8x trừ 70. Mà cái số này nó lại là số có hai chữ số cho nên là nó sẽ bé không bằng 29 phải không? À, xin lỗi, bé không bằng 99. Số có hai chữ số bé bằng 99. Đây, tại x là số nguyên, x của mình là số nguyên. Thấy không? Nên đây là trừ cho 70 nhân 8, x nhân 8 trừ cho 70 cũng là số nguyên. Thì số nguyên này bé hơn bằng 99. Tức là nó là một cái số có hai chữ số. Thì từ từ 10 đến 99 ha. Mình bỏ đi cái điều kiện là lớn bằng 10. À, ví dụ như nó hỏi là một số có hai chữ số và nó hỏi số 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 bé nhất thì mình sẽ đánh giá theo cái chiều kia, tức là nó lớn bằng 10 phải thì chỗ này mình chuyển vế qua nè, để bắt công trình mình chuyển vế nè, trừ 70 chuyển qua cộng 70 ha, đây là 169. Đấy, thì đây là cái câu về số, số nguyên phải không? Rồi cái câu tiếp theo. Tiếp theo là về xác suất. Thì một hộp đựng 8 quả cầu xanh và 12 quả cầu đỏ. Bây giờ lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong hộp. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong hộp. Rồi sau đó lại lấy một quả cầu trong các cái quả còn lại thì yêu cầu là tính xác suất để được cái hai quả cầu cùng màu, hai quả cầu cùng màu thì đây có nghĩa là mình trong cái hộp này mình lấy ra lần lượt không còn lại hai quả cầu ha, hai quả cầu lấy ra lần lượt không còn lại hai quả cầu và xác suất để được hai quả cầu cùng màu thì cái này là mình sử dụng cái gì? Ở đây em phải sử dụng cái công thức tính xác suất của biến cố A đó. Biến cố A thì nó bằng số phần tử của biến cố A chia cho số phần tử của omega ha. Và thứ hai nữa là mình sử dụng cái gì? Sử dụng cách là khi mà mình lấy lần lượt không hoàn lại thì số cách lấy là gì? Không? Lấy lần lượt mà không hoàn lại hai lần thì số cách lấy nó chính là gì? Số cách lấy, số cách lấy nó chính là số a 2n, tức là số chỉnh hợp chập hai, chỉnh hợp chập hai của nào. À, ví dụ như trong cái hộp của em mà nó có n phần tử, em lấy lần lượt không hoàn lại k phần tử thì cái đó là mình lấy một cái chỉnh hợp chập k của n, thấy không? Đấy. Thì cái số chỉnh hợp chập k của n đó là ak n, nhưng mà ở đây mình lấy có hai quả cầu, thấy không? Thì mình thấy là trong cái hộp này đó là nó có 8 quả cầu xanh và 12 quả cầu đỏ, vậy thì tổng cộng nó có 20 quả cầu đúng không? 20 quả cầu. Mình lấy ra lần lượt hai lần là lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong hộp rồi sau đó lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong quả cầu còn lại. Thấy không? Vậy thì rõ ràng là lấy ra lần lượt không còn lại hai quả cầu phải không?
Thấy không? Như vậy thì mình giải bài này nè, tức là lấy ra lần lượt không hoàn lại hai quả cầu, thì số cách lấy nó sẽ là gì? Số cách lấy nó sẽ là A220. A20 thì mình lấy 20 nhân 19 là được rồi, thấy không? Thì có nghĩa là lần đầu tiên mình lấy ra đó là có 20 cái lấy. Do mình không hoàn lại cho nên là số con quả còn lại nó còn 19 quả thôi, thấy không? Thì chỗ này mình có thể bấm máy tính là 20 shift dấu nhân với số 2 cũng được. Tức là nó là 20 nhân 19 là 380. Thấy không? Thì cái này nó chính là số phần tử của không gian mẫu rồi. Thì bây giờ nó nói là hai quả cầu cùng màu thì mình xét hai trường hợp. Xét hai trường hợp. Trường hợp một á là hai quả cùng là màu xanh. À. Hai quả cùng màu xanh. Màu xanh. Thì số cách lấy nó sẽ là gì? Số cách lấy. Tại vì hai quả màu xanh đó là mình lần lượt lấy số trong số 8 quả màu xanh này. Đúng không? Thì số cách lấy của nó là gì? Xin lỗi, A28 luôn, 28. Tức là bằng 8 nhân 7. 8 nhân 7. Rồi 56. Đúng không? Đây, mình lấy hai quả cầu màu xanh là trong số 8 quả cầu màu xanh này thôi. Thấy không? Đấy. Còn trường hợp 2. Trường hợp 2 là trường hợp 2 là hai quả cầu cùng màu đỏ. Ở đây nó cùng màu đỏ, cùng màu đỏ. Thì số cách lấy nó sẽ là A212 đúng không? Nó chính là 12 nhân 11 bằng 132 thôi. Vậy thì số phần tử của biến cố A nó sẽ là gì? CNA này nó sẽ có hai cái là 56 cộng với 132. Vậy thì xác suất của biến cố A, tức là xác suất để mà lấy ra được hai quả cầu cùng màu, đúng không? Xác suất lấy ra hai quả cầu cùng màu thì lúc này nó sẽ bằng 56 cộng 132 tất cả chia cho 380 thôi. 380 là cái số này nè. 380. Tức là nó là 20 nhân cho 19 đấy. Rồi, bây giờ mình lấy máy tính bấm ra. Nhưng mà cái này nếu mà mình đưa về phần trăm hết. Chia cho 380. Ra là 49,47 thôi. Nếu mà đưa về phần trăm thì mình nhân thêm trăm nữa thì nó ra là 49,47%. Mình coi có đáp án không? Đây, đáp án B đây. À, tức là hai quả cầu cùng màu. Ví dụ như bài này nó nói là tính xác suất lấy được hai quả cầu màu xanh, đúng không? Lấy qua hai quả cùng màu xanh là mình chỉ lấy 56 chia cho 380, hoặc là nó kêu là tính xác suất lấy hai quả cầu màu đỏ, thấy không? Hoặc là nó kêu là lấy một xanh một đỏ, một xanh lấy được một xanh một đỏ, chẳng hạn một xanh một đỏ đi, thì có nghĩa là nó khác màu, không? Vì sao mình sẽ lấy 100% trừ con số này ra thì được hai cái khác màu, cái này là cùng màu, không? Cùng màu. Còn ví dụ như nó hỏi khác màu hoặc là nó hỏi
lấy ra thì được chỉ có một hai quả cầu màu xanh hoặc là hai quả cầu màu đỏ, thì cái đó mình cũng phải biết tính ha. Câu 43. Câu 43 thì nó liên quan đến cái vấn đề hàm số. Thì hàm số đồng biến nghịch biến, cái hàm này hàm bậc 3 nè. Hàm bậc 3 mà nó nghịch biến trên cái khoảng này. Thì mình thấy hàm bậc 3 ở đây đề nó cho là cái hệ số A nó dương. Thì mình nhớ là cái đồ thị hàm bậc 3 mà hệ số A dương á, thì nó sẽ có dạng như thế này đúng không? Dạng thế này. Hoặc là cái dạng nó thế này. Đấy. Tức là nó đồng biến trên R nè. Cái này là đồng biến trên R nè. Trên R luôn không? Còn cái này là nó sẽ đồng biến trên một cái khoảng từ x1 đến x2. Đúng không? Từ x1 nè đến x2. Xin lỗi, đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến x1 và từ x2 đến cộng vô cùng, còn nghịch biến trên khoảng x1 x2. À. Mà cái điều này xảy ra đó, điều này xảy ra có nghĩa là cái y phẩy bằng không đó là nó có hai nghiệm phân biệt đó, thấy không? Y phẩy bằng không có hai nghiệm phân biệt. Thấy không? Như nên là cái bài này để giải bài này đó thì đầu tiên đó là mình phải tính đạo hàm nữa. Đấy, tức là y phẩy nè. Y phẩy thì nó ra là 6x bình phương thôi. 6x bình phương. Trừ cho 6, trừ cho 6 lần của là m cộng 1x. Rồi cộng cho là 6m. Đấy, thì ở đây nó nói là cái hàm này nó nghịch biến trên khoảng 1,3. Nghịch biến trên khoảng 1,3 có nghĩa là y phẩy bằng không nó phải có hai nghiệm phân biệt. Và đồng thời hai nghiệm đó, đó là nó phải chứa khoảng 1,3 ở trong. À, tức là cái hàm số nè nó nghịch biến trên cái khoảng 1,3. Khi và chỉ khi cái y phẩy này bằng không nè, có hai nghiệm phân biệt x1, x2 và phải thỏa cái điều kiện là gì đây? Nó chứa cái khoảng 1,3 này vô. À, thỏa điều kiện là cái khoảng x1 đó là nó bé hơn bằng 1 và nhỏ hơn 3, cái này nhỏ hơn 3 rồi, bé bằng x2. Thấy không? Như vậy thì có nghĩa là chỗ này nó sẽ nghịch biến trên cái hàm này nó sẽ nghịch biến trên khoảng từ x1 x2. Mà cái khoảng này nó chứa khoảng 1,3 cho nên là cái khoảng 1,3 là khoảng con của nó thì hàm số cũng nghịch biến luôn. Thấy không? Đấy. Như vậy thì cái điều này nó suy ra được cái gì? Thứ nhất là cái delta thì cái y phẩy bằng không đó thì mình ghi là y y phẩy bằng không thì nó sẽ tương đương cái gì, cái này y phẩy bằng không thì cái phương trình này mình cho nguyên này bằng không thì mình chia hai vế cho 6 hết, cho mình cho nó đơn giản đi, là nó còn x bình trừ cho m cộng 1 x cộng m bằng không, thì cái phương trình y phẩy bằng không nó tương đương với phương trình này nè. Vậy thì mình xét phương trình này thôi. Vậy thì để cái phương trình này mà nó có hai nghiệm phân biệt á, thì cái delta đó, nó phải lớn hơn không đúng không? Mà delta lớn hơn không thì sao? Tam thức bậc 2 mà delta, hệ số delta của nó là b bình phương trừ 4ac đúng không? B bình phương mà cái nguyên cái hệ số trước x này là mình bình phương lên đó, là nó mắc dấu trừ. Vậy thì nó chỉ còn là m cộng 1 bình phương thôi. Trừ 4ac tức là trừ 4m. Cái này mình cho nó lớn hơn không đúng không? Đấy, thì cái này nó tương đương cái gì? M bình phương cộng 2m cộng 1 trừ 4m lớn hơn 0. Trừ 2m cộng 1 lớn hơn 0. 2m trừ 4m còn trừ 2m đúng không? Cái này nó tương đương là m trừ trừ 1. Tất cả bình phương này lớn hơn 0. Và điều này xảy ra khi m khác 1 thôi. Tại vì nếu mà m bằng 1 thì bằng 0 phải không? Điều này xảy ra thì m chỉ cần m khác 1. Đấy. Vậy thì rõ ràng nếu mà m khác 1 đó, thì cái y phẩy bằng 0 này luôn có hai nghiệm phân biệt phải không? Và mình nhớ là hai nghiệm nó thỏa mãn cái điều này. Thì có nghĩa là cái số 1 này là nó nằm giữa hai nghiệm đúng không? Từ cái điều kiện là x1 nè, nhỏ hơn 1, nhỏ cái này có dấu bằng ha.
3 rồi nhỏ hơn Nhớ bằng x2. Thì có nghĩa là cái số 1, số 3 này nó đều nằm giữa khoảng hai nghiệm. Và nó có thể trùng với hai nghiệm đó. Thì mình nhớ lại. là cái tam thức bậc 2 đó, về cái dấu của tam thức bậc 2 đó. Dấu của tam thức bậc 2 nếu mà nó có hai nghiệm như thế này. Thì giữa khoảng hai nghiệm đó, là fx nó trái dấu ra. Thấy không? Fx nó trái dấu ra. Nhưng mà do cái tam thức bậc 2 này cái hệ số a nó dương rồi. Thấy không? Thì cái fx chỗ này nó bằng 0 rồi. Thì giữa khoảng hai nghiệm nó trái dấu ra thì nó âm. Này nó dương rồi. Đúng không? Đấy, thì trong trái ngoài cùng. Tại vì cái tam thức bậc 2 của mình là y phẩy này là nó cái hệ số trước x nó dương rồi. À, cho nên từ cái điều kiện này mình sẽ suy ra được cái gì? Là y phẩy tại điểm 1 là nó điểm 1 nằm đây nè, điểm 3 nằm đây đúng không? Đấy, thì nó sẽ âm. Nó âm nhưng mà có thể bằng không phải không? Cho nên mình sẽ để bé bằng không. Và y phẩy tại điểm số 3 này nó cũng bé bằng không. Đấy, thì này nó tương đương cái gì? Bây giờ là thay vì mình thay vô y phẩy, mình thay sẽ thay vô cái trái của cái này, tại vì chỗ này nó không đổi dấu nè, phải không? Mình không mình chỉ chia cho 6 thôi. Chứ mình không có chia cho trừ 6, phải không? Cho nên là thay vì cái y phẩy nó âm thì có nghĩa là cái biểu thức ở bên phía trái của phương trình này nó âm rồi. Đó, chứ có nghĩa là mình thế cái x bằng 1 vô đây thì nó ra được cái gì? Mình thế x bằng 1 vô đây nè. Thế x bằng 1 vô đây thì chỗ này nó ra là 1 phải không? Rồi chỗ này là trừ m trừ 1 cộng m nữa. Đấy, thì cái y phải y 1 thì nó ra là 1 nè. Trừ cho m cộng 1 cộng m bé mà không. Rồi thế số 3 vô thì nó sẽ ra cái gì? Chỗ này là 9. Thế số 3 chỗ này là 9 nè. 9 trừ cho nhân cho 3 rồi cộng cho m, cái này cũng bé bằng không luôn. Và mình giải cái này ra thì mình thấy là gì, chỗ này thì nó hiển nhiên rồi, tại vì 1 trừ 1 mất, m trừ m mất rồi là không bé bằng không là nó hợp lý rồi. Thấy không? Còn chỗ này thì mình giải ra thì mình được là gì? 6. Đây là 9, là 9 là trừ 3 còn 6. Thì mình nhân phân phối vô đó. Đấy, thì cái này là 9 trừ 3m rồi trừ 3 rồi cộng m gì 6 rồi còn 6 trừ 2m đúng không? Bé bằng không. Đấy, thì cái phương trình ở trên đây là nó thỏ, còn phương trình dưới là mình sẽ tương đương là 2m lớn bằng 6 đúng không? Tức là m lớn bằng 3. Mà lớn hơn bằng 3 thì nó khác một, nó thỏ điều kiện này đúng không? Đấy, vậy thì cái điều kiện mình là tương đương là m lớn bằng 3. Lớn bằng 3 là đáp án D. Mày ơi, Ơi cho em hỏi được cái chỗ mà suy ra delta lớn hơn không mà em không hiểu sao ra phương trình đó. thì cái phương trình bậc 2 á, phương trình bậc 2 em nhớ không? Phương trình bậc 2 là phương trình Là mình tính delta hay là delta phương phẩy là trình bậc sao? 2 là ax bình phương nè cộng bx cộng c bằng 0, mà nó có hai nghiệm phân biệt khi nào? Hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi delta lớn hơn không đúng không? Nhớ này không? Cái delta nó bằng b bình phương trừ 4ac á. B bình phương trừ 4ac. Đúng không? Thì nếu mà nó có hai phương trình này nó có hai nghiệm phân biệt thì cái delta lớn hơn không. Còn nếu mà cái phương trình này nó có nghiệm kép thì delta bằng không đúng không? Cái này nó có nghiệm kép nè. Khi vị trí khi delta bằng không nè. Còn nó vô nghiệm khi vị trí khi delta gì đây? Không, nhớ chưa? Cái này là kiến thức về phương trình bậc 2 của mình đấy em. Ủa thầy, tại thầy nói gì b bình trừ 4 là c thì phải ra là 4 nhân cho 6 và nhân cho 6m À, đây đây nè, chứ tại vì cái thầy. phương trình là y phẩy bằng không nó tương đương với phương trình này nè. Ha. Thấy kịp không ạ? Cái phương trình y phẩy Vẫn bằng còn căng không. cắn thầy ơi. Hả? Vẫn còn hơi căng cắn thế nào. Để giải lại nè. À, cái phương trình y phẩy bằng không của mình nó phải vậy không nè? Là 6 x bình phương trừ cho 6 lần m cộng 1 x cộng cho 6 m bằng không đúng không?
Cái này là y phẩy bằng không nè, y phẩy bằng không nó tương đương cái này nè, đúng chưa? Đúng chưa ạ? Đó. Y phẩy là cái này đúng chưa? Đó. Thì bây giờ cái y phẩy bằng không thì nó sẽ cái này mình chia hai vế cho 6 thì bắt được vẫn được cái phương trình tương đương đúng không? Chia cho 6 thì chỗ này nó còn ít nè. Cộng m bằng không, đấy chưa? Đấy. Hay không nói là rút gọn lại Thì rút để chia gọn đó, sẵn. thì nói thầy em thầy không nói chia cho 6 đó. Nè, em thầy không ghi rút cho đây nè, nhẹ thầy ghi đây nè. Y phẩy bằng không tương đương nè. Thấy chưa? Thay vì nói rút gọn thì nói chia hai vế cho 6. Gọn cũng được. Đấy, thì bây giờ mình chia hai vế cho 6 là được phương trình này. Thì bây giờ mình tính delta là của phương trình này cho nó đơn giản đúng không? Còn nếu em tính delta cho phương trình ở trên đây cũng được, không có gì hết, thấy không? Nhưng mà nó sẽ dư thêm là gì đây? Nó sẽ dư thêm là cái số 36, tại vì bình phương lên 30, chỗ này bình phương lên là nó sẽ dư thêm số 36 nữa. Thấy không? Thì không có cái gì hết, thấy không? Mình vẫn làm việc được bình thường. Tức là nó cũng ra chỗ này nó cũng ra là m khác 1 thôi. Không có gì hết. Vậy ha. Rồi, chúng ta còn trao đổi gì thêm không ạ? Rồi, bây giờ mình sang câu 44 nha. thầy ghi hình chưa thầy còn không Hả? thầy ghi hình màn hình chưa À, đang ghi nè, đang ghi. Rồi, bây giờ mình sang câu 44 rồi các em. Thì nó nói B là mặt phẳng chứa điểm điểm B này, B B phở này là điểm, mặt phẳng chứa điểm B. Và sao cho khoảng cách từ A đến B là lớn nhất thì cái phương trình mặt phẳng B là cái gì? À, bây giờ thầy vẽ hình ra lấy minh họa nè. À, bây giờ mình cái điểm B mình nằm đây. Và cái mặt phẳng B là mặt phẳng này đúng không? Là nó chứa điểm B này. À, còn cái điểm A, giả sử như điểm A nằm đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lấy hình chiếu của A lên mặt phẳng B là mình được điểm H này đúng không? Đấy, thì cái khoảng cách từ cái điểm A này đến mặt phẳng B này đó là AH. Thì ta có là cái khoảng cách từ cái điểm A này đến mặt phẳng B nó bằng AH. À, đấy. Và từ A này em nói tới điểm B này thì em được cái tam giác ABH. Thì AH mình sẽ so sánh với AB thử coi ha. AB cái nào lớn? Có phải AH lúc nào cũng bé bằng AB không? Đúng chưa? Nhưng mà cái AH này đó là nó thay đổi. Tại vì cái điểm B mà nó đi qua cái mặt phẳng B mà nó đi qua điểm B này nó cứ quay vòng vòng điểm B này nó thay đổi. Như vậy thì cái khoảng cách từ A đến H nó cũng thay đổi đúng không? Mà thay đổi kiểu gì nó lúc nào nó cũng bé hơn bằng AB. Tại sao? Tại vì AH là đường vuông góc, còn AB là đường xiên lúc nào cũng lớn hơn đường AH. Nhưng mà cái AB này nó lại cố định. À, cố định. Đấy. Vậy thì cái dấu bằng sẽ ra khi nào? Cái dấu bằng sẽ ra. Dấu bằng sẽ ra khi AH này nó có nghĩa là AH bằng AB khi điểm điểm H này nó phải trùng với điểm B luôn. H nó trùng với điểm B thì dấu bằng nó sẽ ra. Đó. Đúng chưa? Thì dấu bằng sẽ ra. Như vậy thì có nghĩa là cái khoảng cách từ cái điểm A mà đến mặt phẳng B là lớn nhất khi nào? Lớn nhất có nghĩa là cái dấu bằng chỗ này nó xảy ra đúng không? Lớn nhất và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi là gì? AB nó vuông góc, tại vì lúc này H nó trùng với B thì cái AB nó cũng vuông góc với mặt phẳng B, tại vì AH nó vuông góc với B nè đúng không? Đấy, thì AB nó vuông góc với mặt phẳng B. Điều này có nghĩa là gì đây? Suy ra vectơ AB là vectơ pháp tuyến. Pháp tuyến của cái mặt phẳng B. Đúng không? Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B. Như vậy thì cái phương trình của mặt phẳng B nó sẽ là thế. Bây giờ mình vẽ vectơ pháp tuyến ra. Mình viết vectơ pháp tuyến ra.
thì vectơ pháp tuyến của cái mặt phẳng, vectơ pháp tuyến là vectơ AB đúng không? Thì đây có điểm A, có điểm B nè. Mình lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A là ra được vectơ AB đúng không? Thì này là 0 trừ 1 là trừ 1. 1 trừ cho 2 là trừ 1 luôn. Và 2 trừ 1 là 1. Đấy, là vectơ pháp tuyến. Vậy thì cái phương trình mặt phẳng B lúc này nó sẽ là gì? Tại vì cái mặt phẳng B này nó đi qua cái điểm B này và nó có vectơ pháp tuyến là vectơ AB. Vậy thì sẽ có là trừ 1 nhân x trừ 0 qua điểm B này, trừ số 0 này đúng không? Rồi trừ cho 1 y trừ 1 rồi cộng cho z trừ 2, cái này bằng 0. À, rồi bây giờ mình biến đổi tương đương, biến đổi tương đương, biến đổi tương đương thì chỗ này là trừ x rồi trừ y, cái này tác động dấu trừ vô là cộng 1 không, rồi cộng cho z trừ 2 bằng 0. Mình nhân hai vế cho trừ 1 luôn đi nha, nhân hai vế cho trừ 1 luôn để cho cái mắc hai dấu trừ này thì nó là x cộng y. Chỗ này mình có là 1 trừ 2 là trừ 1 ha, mà nhân thêm trừ 1 nữa là nó thành là cộng 1. Chỗ này trừ trừ z thì nó ra gì? Z là nhân trừ 1 thì nó ra trừ z đúng không? À, nếu mà nhân trừ 1 thì chỗ này nó ra trừ 1 rồi. Cái này 2, 2 trừ 1 là 1 ha, còn 1 là 0. Thì phương trình mặt phẳng B lúc này nó sẽ là như thế này. X cộng y trừ z cộng 1 bằng 0. X cộng y trừ z cộng 1 bằng 0 là đáp án B. À. Cái này cái, ở bên đây là mình lập luận này, chỗ này mình lập luận này. Lập luận rồi sau đó là bên đây mình mới viết cái phương trình. À. Thì cái này nó liên quan đến cái hình học 12 và cái chương phương pháp tọa độ trong không gian á, là phương trình mặt phẳng ha. Thì cái phần này em phải nhớ kiến thức căn bản, nhớ nhớ cái căn bản cho thầy, tức là cái phương trình mặt phẳng B mà nó đi qua cái điểm M đó, x không y không z không đúng không, và nó có vectơ pháp tuyến là n bằng abc đó. Thì cái phương trình nó như thế nào? Là a nhân x trừ x không cộng b nhân y trừ y không và cộng c nhân z trừ z không bằng không. Đấy. Thì em nhớ cái kiến thức căn bản này lại cho thầy ha. Thì bài này phải có kiến thức căn bản đó. Mà một cái kiến thức căn bản mà rất là phổ thông của mình đó là cái đường xiên lúc nào nó cũng dài hơn cái đường vuông góc, đúng không? Đường xiên cũng dài hơn đường vuông góc. Thật ra nó rất là phổ thông. Rồi. Ở chỗ cái đề thầy gỡ cho em đó là cái chỗ này thầy ghi thiếu số 4 đó kìa. Thiếu số 4. Để ghi là logarit cơ số 20, cơ số 27 của năm. À. Chỗ này em sửa là gì thầy? 4 hay 45 gì? Tôi nhớ không biết cái nào sai rồi. Hình như là cái bên đây tôi cứ sửa lại nè. 4 hay 5 để thầy coi lại. Hình như là cái đề, để tôi coi lại trên cái đề này coi. Đây, câu 45. Câu 45 là tôi, à, trong cái đề tôi gửi cho các em là ghi 45, thật ra nó là của năm thôi, logarit cơ số 27 của năm thôi chứ không phải của 45 ha. Đấy, cái này thì gửi cho các em ở trên nhóm Facebook mà nó dư số 4 đánh máy lại mà nó bị thiếu chỗ này, nó bị dư chỗ này. Rồi, bây giờ mình với cái câu logarit này đó, cái này mình bỏ số số 4, tức là nó còn logarit cơ số 27 của năm.
Đó, thì cái bài này thật ra mình bấm máy này. Thì đối với dạng bài này thì em bấm máy này. Chế độ menu 1 là em gắn em bấm mấy cái số này vô, em gắn ABC. À, như chỗ này là nó là logit cây số 27 của năm. Thì em gắn cho nó là cái số A luôn. À, rồi logit cây số 8 của 7 em gắn cho nó là chữ B luôn, và logit cây số 2 của 3 2 3 thì đây mình gắn cho C luôn. Đấy. Vậy thì trong máy này nó có ABC là bằng 3 số này, và bây giờ mình sẽ lấy là logit cây số 12 của 35 mình đem trừ cho mấy kết quả dưới đây, chứ nào bằng không rồi mình chọn Đây. Bấm bấm gán là bấm làm sao thầy? này, thì làm lại nè. Ví dụ như đây là logit cây số 2 của 3 đúng không, em bấm logit cây số 2 của 3 đi. Rồi em gán nè, em bấm situ nè, chữ situ nè, thấy không, situ là gán đó, em bấm situ nè. Đối với máy này đó 580 thì cái bấm cái chữ situ này là trực tiếp luôn. Còn nếu như mà em có cái máy 570 đó thì em muốn gán đó, thì ví dụ như logit cây số 2 của 3 nè đó, thì em muốn gán thì em hãy bấm shift với bấm với chữ RCL, tức là cũng là shift tool đó. Đấy, thì nó sẽ thêm con đoạn nữa đấy, thì nó có dấu mũi tên này là mình đã gán được rồi nè, không tức là C lúc này có bằng 1,58 nè. Đó, thì bây giờ ví dụ như em bấm chữ C rồi bấm chữ bằng thì nó ra 1,58, tức là trong máy nó lưu cái C bằng cái giá trị đó rồi, hiểu chưa? Thì bây giờ thầy hướng dẫn bằng cái máy 580 ha. Nó thì sau khi mình đã gán ba chữ ABC vô máy rồi thì bây giờ là mình sẽ bấm logit cơ số 12 của 35 và mình đem trừ đi cho những cái biểu thức ở dưới theo ABC. Không? Cái này nó là 3 nè. AC cộng 3B. Thầy ơi, em bấm cái chỗ gán thầy chỉ á, nó không có ra mũi tên B gì hết trơn thầy. Vậy hả? Dạ. Là bây giờ thì thao tác lại làm cho em coi nè. Thì đầu Ông nói tiên em máy 580 thầy ơi. 580 hả? À, 580 thì hướng dẫn 580 lại. Rồi bây giờ em bấm cái logit cơ số 2 của 3 được không? Được chưa? Dạ được. Được rồi phải không? Bấm chữ situ. Situ chỗ này nè. Bấm chưa? Rồi em bấm cái chữ C kìa. Nghe cái chữ C màu đỏ nè. Được chưa? Nó có mũi tên nào. Dạ. Được chưa? Dạ được có hai. Được được thì bây giờ mình tính tiếp nè. À, bây giờ từ cái máy mình tiếp tục bấm là logit cơ số 12 của 35 phải không? Thì mấy cái câu logit thường trong đề thi trung học phổ thông quốc gia nó cũng có hay hỏi như thế này. Trừ nè, bây giờ mình trừ cho mấy cái biểu thức ở dưới. Cộng 3B rồi chia cho C cộng 1 rồi, mình bấm dấu bằng ra thì rõ ràng nó không bằng không này ha. Không bằng không gì thì cái A này nó không không phải đáp án đấy. Cho nên là mình sẽ sửa lại theo cái phương án B này. Phương án B thì chỗ này nó là số 2 nè, còn ở đây là C cộng 3 đúng không? Đấy. Thì nó cũng không bằng không luôn ha. Vậy là B này cũng không phải phương án. Đấy. Rồi mình sửa sửa theo phương án C thử coi. Cái này là 3. 3AC chia 3B cộng 3B chia cho C cộng 2.
thì nó ra bằng không rõ ràng ha. Vậy thì rõ ràng là cái logit cơ số 12 của 35 là nó sẽ biểu diễn theo cái biểu thức này. Đó, vậy thì cái câu 45 này thì mình bấm máy thôi. Rồi bây giờ mình sang câu 46. Thì ở đây nó nói là Lan mua một máy tính xách tay ở một cửa hàng với giá niêm yết đã giảm 20% so với giá ban đầu. Nó giảm 20% thì có nghĩa là nó phải trả 80% đúng không? 80% giá tiền. Thấy không? Thì ở đây á, em gọi yết là giá niêm yết. Thì số tiền phải trả là gì? Số tiền trả mà tính theo ít không? Tính theo ít nó sẽ là gì? Đầu tiên là nó giảm 20%, vậy thì còn phải trả 80% đúng không? 80% tức là 0,8. Nên mình sẽ có 0,8 ít. Đấy. Và nó ngoài cái số tiền trả theo giảm giá này, nó còn phải trả thêm 8% phần thuế giá trị gia tăng của giá niêm yết nữa. 8% tức là 0,08 đúng không? 0,08 ít nữa. Nhưng mà tổng hai phần này là tổng cộng là nó 10 triệu. 10 mũ 6 không? 10 triệu ghi 10 mũ 6 đi. 10 nhân 10 mũ 6 nhé. 10 mũ 6. Tức là nó là 10 mũ 7 đấy. Ghi 10 mũ 7 luôn. 10 triệu là 10 mũ 7 ha. Rồi. Đấy, thì bây giờ mình tìm ít ra thôi. Chỗ này em bấm shift show cũng được. Ha, bấm shift show tìm ít ra. Tức là chỗ này mình sẽ có 0,8. 0,8 ít. Rồi cộng cho 0,08 ít nữa. Rồi em cho nó bằng 10 mũ 7. Thì sau đó mình bấm shift show. Thì nó ra số gì đây? 11.363.636 đồng, không? Và ngày đã bán đề. Vậy thì chỗ này thì mình đơn giản là mình chỉ cần làm vài thao tác thôi. Là mình phải hiểu được là giảm 20% thì mình còn trả 80% ha, 80% tức là 0,8 ít, và cộng thêm thuế giá trị gia tăng là 8% của giá niêm yết nữa, tức là nó là 0,08 ít nữa. Có hàng 10 triệu là mấy số không nên đạt. Được chưa ha? Được, mình ra câu 47 ha. Câu 47 thì đây nó nói là cho hai đường thẳng D1 và D2 song song với nhau nè. Trên D1 thì mình lấy 5 điểm và trên D2 mình lấy 4 điểm. Thì nó nói là cái số tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm được lấy từ các điểm trên là Phương Nghi hỏi gì Phương Nghi? Thì cái này mình làm thế này em. Thì cái tam giác đó thì nó cần 3 điểm không thẳng hàng, thấy không? Đấy. Nhưng mà các cái điểm trên D1 đều thẳng hàng hết, phải không? Thì các điểm trên D2 thẳng hàng hết. Vậy thì xét hai trường hợp là mình lấy hai điểm trên D1. Cái trường hợp 1 là mình lấy hai điểm trên D1 và 1 điểm trên D2. Đúng không? Đấy, nó có 2 điểm, 2 điểm mình lấy trên D1 nè. D1 nè. Và 1 điểm mình lấy trên D2. Thì rõ ràng mình nói là được tam giác đúng không? Tại vì 3 điểm này không thẳng hàng.
không? Đấy, thì số cách lấy nó sẽ là gì? Cách lấy thì em lưu ý là khi mà mình lấy hai điểm trên D1 đó là mình lấy nó không phân biệt thứ tự, đúng không? Không phân biệt thứ tự. Đấy, cho nên là số cách lấy nó sẽ là C25. D1 có 5 điểm. Và đồng thời mình lấy một cái điểm trên D2. Trên D2 nó có 4 điểm, bây giờ mình lấy một điểm thì nó có 4 cách lấy thôi, ha. Đấy. Cái trường hợp 2 thì mình sẽ làm ngược lại, tức là trường hợp 2 là lấy một điểm trên D1. Và hai điểm trên D2. Thì nó cũng tạo thành tam giác, đúng không? Vì số cách lấy chỗ này là gì? Lấy một điểm trên D1. Mà D1 có 5 điểm. Vậy thì lấy một điểm đó thì nó có 5 cái lấy. Và sau đó mình lấy hai điểm trên D2 thì nó sẽ có là C24 cái lấy. Vậy thì số tam giác nó sẽ là gì? Là C25 nhân cho 4 cộng cho 5 nhân C24 là nhiêu em? C25 là bằng 10, phải không? Nếu mà mình không tính nhẩm được bấm máy nè, em bấm 5C2 ha, 5C2 rồi tất cả này đang nhân cho 4 rồi cộng cho 5 rồi nhân cho 4C2 Dạ, là tổng 70. cộng là 70 á thầy. Rồi 70, đúng rồi. Vậy là đáp án của mình là câu D. Thầy ơi, chỉ em bấm lại cái chữ C. C thì em sẽ bấm, ví dụ như 5C2 thì bấm số 5 trước nha. Số 5 trước, tức là cái số dưới mình bấm trước nè. Số dưới đó, 5 rồi bấm shift với dấu chia. Rồi số 2. À, 5C2 bằng 10 đó. Rồi ha, bấm được chưa? Thầy ơi, thầy bấm nguyên cái số tam giác đó, bấm nguyên đó cho em nhìn nè thầy. Bấm lại nè, 5 shift dấu chia số 2 rồi nhân cho 4 cộng cho 5 nhân cho 4C2, phải không? 4 C2 được chưa? Bấm vô bàn kìa. Dạ Rồi gì được nữa ha? Rồi bây giờ chúng ta sang câu 48 nè. Nó nói khối làm trụ có thể tích là 12. Vậy thì thể tích khối tứ diện này là bao nhiêu? Ha. Thì đáp án ra bao nhiêu em? Cái bảng này nó rung rung cái này là A phẩy B phẩy C phẩy nè, cho nên là A B C đấy. Thì bây giờ A mà nói đến B phẩy C phẩy thì cái khối A phẩy B phẩy C phẩy này là cái thể tích nó bằng 1/3 A phẩy B phẩy C phẩy thì thể tích nó bằng 1/3 lần thể tích của thằng ABC, A phẩy B phẩy C phẩy, đúng không? Nhưng mà cái thằng thể tích của thân trụ này nó cho bằng 10 12. Vậy thì 1/3 nhân cho 12, đúng không? Bằng 4. Vậy là đáp án của mình là 4. C. Hết giờ thầy ơi. Ráng trước nó đi, rồi còn hai câu nữa rồi. Ráng trước nữa em. Ráng trước nữa các em. Rồi, số nghiệm phức của phương trình này là nhiêu ạ?
thì mình giải cái này ra thì mình đặt z bằng a cộng bi, a cộng bi Nó là công thức của nó luôn á thầy hay sao? hả? Nó là công thức của nó luôn á thầy hay sao? Không, cái này các em mà học tới số phút chưa trên lớp Vậy chưa? chưa chưa Hả? chưa chắc là vài bữa nó học rồi. Thì cái số phức thì nó sẽ có dạng a cộng bi như thế này nè, thấy không? Trong đây là y là cái đơn vị ảo đó, y bình phương là bằng trừ một, nó quy ước như thế, thấy không? Thì mỗi cái số phức đều nó đều có dạng thế này nè, thấy không? Dạng thế này, trong đó ab là các số thật, còn y bình phương là đơn vị ảo, và đơn vị ảo thì cứ bình phương lên nó bằng trừ một. Còn cái mô đun của z ấy, thì nó sẽ bằng là cái gì, căn bậc 2 của a bình cộng b bình, cái nó gọi là mô đun của z. Vậy thì cái phương trình này nó sẽ ra cái gì, thì bây giờ mình coi cái z bình phương nó ra gì ha, là a cộng bi cả bình phương nè. Thì em cứ khai triển theo kiểu hạng thức thôi, a bình phương cộng 2 lần abi cộng cho bi cả bình phương, đúng không? Nhưng mà y bình phương là bằng trừ một thôi em, b bình phương trừ một, vậy thì trừ một mà nhân cho b là trừ b, b bình, vậy thì nó là a bình trừ b bình cộng 2 abi. Vậy thì cái phương trình của mình nó là z bình phương cộng mô đun của z mà bằng không, thì nó sẽ tương đương cái gì, a bình trừ b bình cộng 2 abi rồi cộng thêm căn bậc 2 của a bình cộng b bình này bằng không. Đó. Thì bây giờ đó là mình nhớ là cái một hai cái số phức mà nó bằng nhau đó, thì phần thật nó bằng phần ảo, phần thật và phần ảo bằng phần ảo, thì đây là một cái số phức nè. Đấy, thì phần thật của nó là cái nào nó không dính dáng cái y thì gọi là phần thật, không? Vậy thì chỗ này nó bằng không thì tương đương là cái phần thật nó bằng không, tức là a bình trừ b bình cộng cho căn bậc 2 của a bình cộng b bình bằng không, và phần ảo nó bằng không, tức là 2bi 2ab 2ab thôi, phần ảo không có chữ y, không. Đấy, thì mình thấy ở đây nó có hai phương trình một, phương trình hai. Đấy, thì từ cái phương trình hai đó là mình sẽ suy ra được hai trường hợp. Từ phương trình hai, phương trình hai này nó tương đương là a bằng không hoặc là b bằng không, tại a nhân b, hai a nhân b bằng không, vậy a bằng không hoặc b bằng không, thấy không? Bây giờ cái trường hợp thứ nhất là a bằng không, mình thay vào phương trình một, thay vào phương trình một thì chỗ này nó sẽ ra là tương đương là cái gì, trừ b bình cộng cho căn bậc 2 của b bình bằng không, đúng không? Chuyển giấy qua thì nó sẽ tương đương là cái gì, b bình căn bậc 2 của b thì bằng trị đó của b, không? Căn bậc 2 của b bình đó là bằng trị đó của b. Thì cái này nếu mà mình giải ra thì nó sẽ ra mấy trường hợp, em coi cái số thực nào mà bình phương lên nó bằng trị đối của nó, một đúng không, một trừ một không, ha, tức là nó, nếu mà mình giải theo bình thường mình bình phương hai giấy thì cũng được, b bằng mấy được ha? Là b bằng cộng trừ 1 với b bằng 0, đúng không? Có 3 trường hợp. Vậy thì suy ra cái z nó sẽ bằng cái gì? Nếu mà b bằng cộng trừ 1 đó, thì mình sẽ được z bằng cộng trừ y về z bằng 0, đúng không? Có 3 số. Còn cái trường hợp thứ hai là trường hợp b bằng 0 đó. Trường hợp b bằng 0 đó, thì mình thế vô đây, thế vô phương trình 1. Thay vào một, thay vào một thì mình sẽ suy ra được cái gì đây, thì mình được là a bình cộng cho căn bậc 2 của a bình bằng không, thì cái này nó tương đương là a cộng cho a bình cộng trị đối của a bằng không, thì cái này nó sẽ ra trường hợp a bằng không, a bằng không thì nó lại quay về trường hợp z bằng không. Vì tóm lại là trường hợp này nó chỉ có 3 số phức thôi, có 3 số phức thôi, số nghiệm của nó là 3.
Còn một câu 50 đó là liên quan đến tích phân đó em. Liên quan đến tích phân thì cái quãng đường đi được từ thời điểm A đến thời điểm T, B, thì cái quãng đường đi được S nó sẽ bằng tích phân từ A đến B của thằng FT DT. FT là cái phương trình của thằng V V vận tốc đó. DT. Đấy. Nhưng mà thằng F lớn T nó là nguyên hàm phải không? Vậy thì tích phân thì nó sẽ bằng nguyên hàm mà thế cạnh vô đúng không? Tức là nó bằng FT thế cạnh BA vô. Thì lúc này nó là FB trừ FA ha. Thì công thức của mình đó là chính là chỗ này. Vì câu 50 của mình đó là chọn phương án D. Đấy, thì em nhớ thêm chỗ này đó là cái gì? Là quãng đường đó là nó bằng là tích phân của vận tốc. Vận tốc ha. Quãng đường hết nó sẽ bằng tích phân của vận tốc. Đấy, còn vận tốc á thì nó sẽ bằng là tích phân của gia tốc. Mình nhớ thêm cạnh nữa ha. Có cái cạnh á. Cạnh AB đó. Phải có cái cạnh. Còn nếu mà mình tính ngược lại á, thì V á, thì nó sẽ bằng S phẩy đạo hạ S phẩy. Còn A thì bằng V phẩy lại, ha, tính ngược lại. Thì cái vận tốc là bằng đạo hàm của quãng đường. Còn cái gia tốc là đạo hàm của vận tốc. Và cái gia tốc á, thì nó bằng đạo hàm cấp 2 của cái phương trình quãng đường. Đấy. Thì nhớ mấy công thức lên trong vật lý. Cái này nếu mà các em có ôn vật lý thì chắc cũng biết rồi. Thì cái buổi hôm nay thì mình đã giải xong cái phần đề mẫu của đề Thầy thi quốc gia ha. Hả? ơi, em hỏi con 49. 49. 49 rồi. Sao em 49 sao? 49 khúc cuối như là được bao nhiêu số thì em không biết đếm làm sao. Thì là đầu tiên là cái Z này nè, cái trường hợp A bằng 0 đó là mình tìm được B bằng 1 với B bằng trừ 1 phải không? Là hai số rồi nè. A bằng 0, B bằng 1 là được hai số. Là một số và A bằng 0, B bằng trừ 1. À, tôi liệt kê ra. Liệt kê ra lại nè. Tổng cộng nó có 3 số. Tức là A bằng 0, B bằng 1 thì mình sẽ được Z bằng gì đây? 0 cộng y tức là 0. À, tức là y. Thấy không? Còn trường hợp thứ hai là A bằng 0, B bằng trừ 1 thì mình được là Z bằng trừ y. Là hai số rồi phải không? Còn trường hợp A bằng 0, B bằng 0 là Z bằng 0 luôn. Thì cái số 0 nó vẫn gọi là số phức ha. Đấy. Vậy thì có 3 số. Cái trường hợp 2, trường hợp B bằng 0 này mình thay vô mình cũng chỉ tính được cái A bằng 0 thôi, tức là nó cũng ra được cái Z bằng 0 thôi. Thấy không? Tức là nó trùng lại cái số này. Thì tổng cộng là có 3 số thôi. Ha. À, thì câu 49 là thế. Rồi chúng ta còn hỏi gì không ạ? Thầy ơi, ấy là cho em chụp cái thầy ơi, câu 49. Chụp chỗ này thì chưa đủ, còn phần ở trên nữa chụp không? Dạ, còn ở trên con đi rồi. Rồi. Thầy, theo thầy cái phần của cái bài 49 nó ở mức độ nào thầy? Mức độ này thì ở khoảng theo đánh giá theo cái đề toán phổ thông mình nó 4 mức độ thì cái này nó nằm ở mức độ 3. Vận dụng thấp. Chưa cao. Rồi vậy ha. Rồi chúng ta dừng ở đây các em. Rồi thầy xin chào các em.